Bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Em tên Nguyễn Hoàng Long, năm nay em 35 tuổi, em đang sinh sống và làm việc ở Tiền Giang. Em là quản lý tổ ngành hàng của Cốc Mắt Cầu Công. Rất rõ ràng, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Châu Trần Tuyết Ngân, năm nay em 28 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà em ở quận 8. Em là nhân viên điều dưỡng. Đến Tiền Giang chơi lần nào chưa? Về miền Tây chưa? Quê nội ở nhà Cầu Công, không biết tiếng Trung. Chung đó, Gò Công Tiền Giang chung đúng không anh? Trời đất ơi, Gò Công mà nói giờ không biết phải Tiền Giang không? Gò Công là một huyện của Tiền Giang. Em miền Gò Công, quê hương Trương Định. Có biển nè ha, Dàm Láng nè ha. Có rất là nhiều trái cây như là mít, xoài, ổi, mận, sabu chê, vân vân. Đó, giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Rồi, có dịp dạ, mà đặc biệt có nha. Cái là quê hương của hai người hoàng hậu. Đúng Việt rồi, Nam, đúng. Giới thiệu cho biết luôn em. Dạ, Từ Vũ. Dạ, hoàng hậu Nam Phương. Đó, thấy chưa? Biết không? Không biết luôn. Trời ơi. Trời ơi trời, cô làm điều dưỡng ở đâu? Hả? Không, Từ Vũ, từ từ em sẽ biết. Trời ơi. Đó. Bây giờ ưu điểm, khuyết điểm của em đi. Ưu điểm của em á là em có siêng năng. Siêng năng. Biết nấu ăn. Rồi gì nữa? Bình thường thì em ít đi chơi ở nhà thôi. Khuyết điểm của em là gì? Hơi khó tính, làm biếng đó. Nói chung là ở nhà không có đi đâu, ít bạn bè lắm. Rồi bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em á là kỹ tính, sạch sẽ, chỉnh chu. Dạ, còn khuyết điểm đó là nói chung ngủ ngại trước đám đông, ngại nói chuyện. Bình thường em xàm xàm được, cái giờ đám đông em run, em hay run. Xàm cho nó vui. Dạ. Cuộc sống mà đôi khi nó cũng áp lực đúng dạ, không em? Dạ, áp lực. Nó em nói em kỹ tính là em kỹ làm sao? Ví dụ em vài cái kỹ chị nghe coi. Dạ, thì đồ thì em tự ủi, em đi làm. Tóc thì em 15 ngày em hết một lần. À. Ta cũng tốn tiền hớt tóc dữ ha. Tôi dạ. Không, em hớt tóc đi quê đâu có nhiêu. Dạ. Anh hớt có 7.000 cái đầu, bo 3.000 là 10.000. Ừ, anh Linh là bao lâu cắt tóc? Dạ, massage luôn đó chị. Massage, dạ, massage. Anh là cứ 10 ngày làm là không có cần phải vô spa này kia hớt cho mắt. Anh hớt dạo không dạ, à? Dạ, gốc me không à chị? Gốc me, gốc xoài gì đó. Rồi. Cứ đưa cái miếng dùa úp cái lấy hớt còn còn rồi xong. Nãy giờ thấy cũng là lanh lanh đó chứ đâu có phải ít nói gì đâu. Quản lý ngành hàng mà đâu có vừa. Thời gian rảnh thì em làm gì? Dạ em rảnh thì mà em chơi thể thao. Môn gì? Dạ bóng chuyền, dở lắm. Cái vị trí nào mà tệ nhất là em đứng cái đó đó chị. Lụm banh đầu ví dụ như vậy. Em thích lắm, chiều em ngồi ra phải chờ, ngồi đợi tụi nó ra chứ đủ mới chơi. Tại nó đâu đánh đâu có banh đâu lụm. Dạ. Em là không có giỏi về thể thao vậy. Em không có chơi thể thao. Tình trường của em như thế nào? Từ trước giờ em chưa quen ai là mới tình chính thức. Có bạn bè giới thiệu thì cũng được hai mối nhưng mà chỉ đi dừng ở điểm uống nước lần đầu tiên là không thấy không hợp là con người. Lý do sao em người ta không hợp em hay em không hợp người ta? Nhiều khi mới cái anh đó thì mới quen nhưng mà chưa hết mà ảnh giống như anh đi nói với tất cả mọi người em giống như là bạn gái của ảnh vậy, mặc định em là bạn gái mà khi đó em với ảnh chưa có sợ là xác định uống nước cũng chưa hay gì cũng chưa, đang làm chung thì ghẹo chọc vậy thôi. Cái ảnh nói như ta là em bạn gái ảnh, cái em ghét quá em yeah luôn. Rồi một anh nữa. Anh nữa thì cũng mới quen mà ảnh cứ nói chuyện theo kiểu cũng chưa xác định, cũng mới đi uống nước lần đầu mà nói chuyện theo yêu đương sánh xuống với lại nói chuyện theo tình cảm mà em thấy không có thật nên em coi như là sến mà sến xạo không có dạ, thiệt đúng không? Em có thích lãng mạn không? Dạ mất nhiều vừa thôi chứ làm quá em thấy em chạy trước. Không chưa? Chưa luôn. Chưa tính sức mà. Trời ơi, 28 tuổi xinh vậy mà chưa có bạn trai, chưa có nụ hôn đầu đời thì nghe cả... hay quá anh trai hả? Dạ, tuổi thơ bất hạnh quá. Trời ơi. Tuổi thơ bất hạnh rồi. Còn em có bất hạnh không? Dạ thì mối tình em thì cũng có. Ấn tượng nhất là hai mối tình gần đây nhất, chia tay cách đây 5 rưỡi là mối tình cuối cùng. Rồi sau đó thì cũng thề ở vậy. Nhưng mà cơ duyên đến đây. Thầy ở vậy rồi sao đăng ký đây làm chi? Dạ, sao tự nhiên thích. Thích gì? Thích lấy vợ. Nhưng mà điều trước đó là có bị cú sốc gì không? Là tại sao chia tay mà phải nghĩ là mình sẽ ở vậy? Mối tình đó là khi em quen bé đó, khi em chuyển đơn vị công tác về với nhà đó, sau là bé không chịu về, cũng buồn, thôi chia tay. Sao không về? Bé ở về Tiền Giang. Hóc Môn. Dạ, Hóc Môn 12 đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi, để anh hỏi thử coi bé bên kia có chịu về hay không nha. Em gái. Dạ. Nếu mà lấy chồng á, em có thể về quê chồng ở dưới Gò Công được không? Em thì em xác định là mình muốn ở rể. Em có thể ở rể được không? Bên kia dễ thương lắm. Để từ từ em tính anh. Nếu mà điều kiện thích hợp, môi trường thuận lợi. Đúng rồi. Thì em cũng chấp nhận. Ừ, có đâu công việc tốt hơn, điều kiện tốt ở thôi.
Nói vậy thôi, cho anh nói cho em gái nghe nha. Gò Công với thành phố Hồ Chí Minh không có xa gì. Bây giờ người ta đi quốc lộ 50 ha. Yeah. Đi qua cầu Mỹ Lợi rồi tới Gò Công rồi. Gò Công đẹp lắm em, có biển rồi kia, nó lãng mạn trữ tình lắm. Làm dâu làm rể gì cũng được hết ha. Muốn có người yêu như thế nào? Cao 1m7. Cao nhiêu? Xém. Xém xém. Lớn hơn em thì 2-3 tuổi. Có. Em 28 mà nó 7 tuổi hả? Thì 2-3 tuổi với 7 tuổi nó có khác gì nhau đâu. Bù vô tình yêu, sự chăm sóc. Biết là quan tâm chăm sóc nè. Người con trai hoàn chỉnh. Em không thích gì người đàn ông? Nói nhiều. Công việc thì cũng hơi nói nhiều đúng không? Cũng có đôi khi nó hơi xàm. Nó xàm, đúng rồi đó. Nhưng mà vui. Anh hứa với em đàn trai dễ thương lắm. Dạ, hứa không anh? Hứa. Tuổi thơ nó hơi trục trặc. Anh không tin lại mấy tới giờ luôn á. Chưa hung luôn mà. Ráng hồi hung nha. Hung nó đã lắm. Nụ hôn đầu tiên, trời ơi. Nhắm mắt lại. Đã lắm em. Khi nào tiến tới hôn nhân được? 1 năm. À, 1 năm mình kết hôn được không? Dạ em chuẩn bị hết cháu rồi chị. Chuẩn bị tinh thần. Hết cháu rồi hả? Dạ, tinh thần rồi. Có nhà có cửa gì chưa? Dạ dạ còn ở chung với gia đình đó chị. Với má em. Là lấy vợ về là về làm dâu đó phải không? Dạ. Rồi bây giờ lấy vợ về 1 tháng đưa cho vợ nhiêu? 3-4 tháng lương. Được, cũng được. Bây giờ rủ vợ về quê Gò Công thì có cái công việc gì, có xin được việc làm cho vợ không? Vợ làm điều dưỡng đó. Sao siêu thị được chị? Siêu thị làm gì có ai cần điều dưỡng. Nói chung thì nếu mà tiến tới thì mình cũng nghiên cứu chứ. Bây giờ rủ vợ đi về quê mình thì là vợ hy sinh xa gia đình đi về quê mình thì phải lo được cho vợ. Dạ. Em 35 tuổi giờ em chưa quyết định mà em còn nghiên cứu lên cứu cái gì nữa. Thì cái tôi rầu ông quá thì. Bây giờ yêu xa thì ông một tuần ông gặp bạn gái ông được mấy lần? Thì nếu mà ở quận 8 thì đâu có xa đâu. Cái 50 cây số là tới. Thì bây giờ tôi hỏi từng gặp được mấy lần ông tính chi cho mệt vậy? Dạ được 2 lần. Tôi ráng hỏi bên đây coi được không? Dễ thương đấy em. Đi vô mấy siêu lần thị. Cũng gặp hết á. Ta dọn siêu thị cho ngay tới đây luôn đi. Vô siêu thị làm điều dưỡng. Thực chất á là em đã làm quản lý ngành hàng ở siêu thị rồi thì ở đâu cũng có siêu thị hết trơn á. Dạ. Chuyển qua chuyển lại nó không có khó. Nếu cần anh xin cho em. Hả? Được chưa? Thấy anh ủng hộ cặp này đó. Tại dân Tiền Giang anh có cảm tình lắm. Cùng quê ha. Anh là quê Tiền Giang mà. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo không em? Dạ, có cô với chị. Xin kính chào hai MC dễ thương Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào cháu trai và gia đình của cháu. Tôi là cô ruột của Tuyết Ngân. Dạ. Theo cháu trai nói thì cháu ở Tiền Giang là Gò Công mà cháu ở chợ gạo hả? Nhà con ở chợ gạo, con làm ở Gò Công. Tại vì quê nội của Tuyết Ngân là ở Gò Công Tây. Dạ, vậy là giáp ranh với con. Giáp ranh luôn. Con ở ngay ngã tư Giáp Hạt. Cô có một bà dì ở chợ gạo, thành ra cô cũng biết ở đó. Dạ. Thấy chưa, cô biết vậy mà cháu nó không biết gì hết. Cháu cũng ít có đi về. Dạ, cô thấy dân Tiền Giang dễ thương không? Thì nếu mà nói về dân Tiền Giang thì ok rồi. Nhìn cháu trai đây thì cô thấy cũng được. Thì ở đây là cô cũng tán thành. Dạ, con cảm ơn cô. Tuổi 35 này thì cô hy vọng là cháu sẽ chững chạc, là có thể lo cho cháu cô được. Lý do mà Ngân nó muốn cháu về làm rể là tại vì chị có 2 chị em thôi. Và chị thì đã ra ở riêng rồi. Thành ra thì Ngân nó muốn kiếm một người có thể mà ở rể được. Duyên nợ đi con, chồng đâu thì vợ đó. Nó chưa gặp thôi, nó gặp nó gật đầu lia lịa cho coi. Dạ, cảm ơn cô. Hôm nay em đi với ai? Em đi với chị họ của em. Em chào Quyền Linh. Dạ, chào chị. Chào Cát Tường. Dạ, chào chị. Em gái với chào khán giả ở dưới ở quê á, tôi coi chương trình này á là tôi phe của Cát Tường không hả? Dạ. Chứ trái ngang ngược lại á, khi mà đi lên chương trình này á lại là đi cho đàn trai. Lên đây mấy phút thôi nên nó không có thể hiện hết cái những gì mà cái ưu điểm của mình. Dạ. Nên thành ra thôi cho tôi bổ sung đi. Dạ. Rồi giờ cho Cát Tường nói vô giùm nha. Dạ. Cái gia đình của tôi á là có cái truyền thống như nè, là quý phụ nữ. Dạ. Nể và cưng phụ nữ. Dạ. Nếu ai mà nghĩa là em là 30 mấy tuổi nhưng mà không phải là ế nha, đừng nói ế nha. Dạ. Là chậm mà chắc. Ai có cưới vợ là cũng có hạnh phúc hết. Về cưng vợ, tới năm nay là ba chị là 86 tuổi mà vẫn kêu má chị là mình ơi em. Dễ thương quá. Cát Tường nói thêm vô chứ có mấy phút là em chị không thể nào nói được. Hồi đó mình coi ở nhà mình không thấy sự cực khổ của cái chương trình. Khi em mình có đăng ký rồi á thì thấy là cái cô gì đó cổ gọi điện thoại nè, cổ đi tới đi lui này kia, mình nói rất là cảm ơn chương trình.
lên trên này rồi, em cũng nên cho Long một cơ hội đi. Chứ tại vì lên có mấy phút làm sao mình có thể thể hiện được cái cá tính chị tốt của mình. Lo cho em quá. Lo cho em quá trời luôn. Dạ anh chào chị. Tại là phần ở đó thì em ở đây nhiều nên đối với việc quê thì em cũng hơi ít vậy nên em cũng không rành gì ở dưới nhiều. Nếu mà được thì em cũng phải về, đi theo chồng về quê làm dâu. Nếu mà hai đứa bấm nút thì đãi trái cây ăn. Chị với nó có vườn, vườn sầu riêng cũng có mà vườn dừa cũng có. Trời ơi. Long ơi, cái quyết định là do nơi em nha. Nếu ngồi ngay vị trí của em hả chị, bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, mở hàng rào. Thời gian này là của em đó Long. Dương tùm lum. Đó cái gì vậy ông? Tèn 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 tèn. Rồi tặng em. Tèn 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 tèn. Rồi chào em. Anh nói sàm gì anh nói chút đi. Anh cũng vậy, sàm sàm vậy thôi chứ nhiều khi trong đám đông anh cũng rung. Sao anh thấy anh đâu có rung đâu? Rung 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 vậy đó. Nói nằm vậy là nói nhiều hơn em nhiều luôn á. Dạ. Rồi anh có hay nhậu nhẹt hút thuốc gì không anh? Em không thích nhậu nhẹt hút thuốc. Anh không nhậu, cũng không uống thuốc. Ngoan. Em cũng ngoan. Nếu mà có điều kiện anh sẽ kể lên toàn cái tuổi thơ mà bất hạnh của anh cho em nghe. Giờ trên đây thì nó đâu có thời gian đâu mà để kể hết. Không có thời gian sao không biết có thời gian. Ngồi cho tôi nói tới sáng luôn đó. Dạ. Từ thả diều tới 200 rồi. Thì nó nhiều lắm anh, nó viết lên nhiều trang giấy lắm. Em rất là xinh, rất là dễ thương, hiền. Em thì thấy anh thì cũng được nhưng mà tính em thì hơi nghiêm túc, em cũng ít nói chuyện, ít tiếp xúc với người khác nên em thấy anh thì hình như nói nhiều hơn mẹ. Đó nhiều khi đó là một cái ưu điểm của anh á. Con đường từ nhà em về nhà anh thì cũng gần. Hồi nãy anh lỡ nói bên kia 2 lần rồi, thôi anh cố gắng nhiều lần hơn trong 1 tuần anh sẽ đến thăm em. Hát bài gì cho bạn gái đi, bò công gì đó. Hát dở lắm nha. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng. Về Tây Đô tôi ngồi hát cô nghe ớt trời ơi. Ơi không đủ. Tiếp đi đang hay mà trời không ơi. Không tốt là vậy. Mất hứng ghê. Bây giờ nói một câu nào cho nó đàng hoàng, thuyết phục bạn gái người ta mới quyết định bấm nút hay không. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Nếu em cảm thấy tin tưởng thì cho anh một cơ hội. Hết thời gian. Bắt tay vào cái bấm thôi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định là do bản thân của mình. Các bạn đừng bấm vì tất cả điều gì cả, mà hãy bấm bằng cái đầu và bấm bằng con tim của mình nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Mẹ. Nắm tay nhau đi hè. Một cô gái rất dễ thương đó. Rồi, hãy xin phép hai bên hôn nhau đi bạn. Dạ cô ơi, cho con xin hôn em. Cô chấp nhận thấy chưa? Đó. Cố gắng lên ha. Đây là... Xin chào ban tổ chức chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Hồng. Năm nay mình 28 tuổi. Công việc của mình là nhân viên văn phòng. Công việc của mình thì cũng đơn giản thôi, ngày đi làm 8 tiếng, còn tối về thì sẽ nghiên cứu thị trường chứng khoán. Mình mới chuyển vào sinh sống và làm việc ở Sài Gòn được hơn 1 năm. Thì công việc và sự nghiệp của mình thì cũng chưa được gọi là thành công giống như là mình mong muốn. Tuy nhiên thì thời gian vừa qua thì cái mà mình vui nhất cũng như là hạnh phúc nhất là có thêm được rất là nhiều mối quan hệ mới. Có thêm được rất là nhiều bạn bè và đồng nghiệp tốt và sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ mình trong mọi công việc cũng như là tất cả những cái hoạt động khác ở ngoài công việc, những hoạt động khác ở trong cuộc sống. Thì điều đấy thì mình rất là trân quý. Còn nói về chuyện tình cảm thì chuyện tình cảm của mình thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Dù sao thì cũng những mối tình cũ thì nó cũng đã qua rồi nên là mình cũng không muốn nhắc lại nhiều. Chỉ là hiện tại thì mình đang cảm thấy là cảm xúc của mình ấy nó đang bị chai lì quá. Nó đang bị bão hòa và vô cảm. Nên là mình cảm thấy là không quá là vui.
hoặc buồn hoặc là có cảm xúc nhiều vào một cái chuyện gì đấy. Nên là hiện tại mình đăng ký chương trình để mong chương trình có thể tìm được cho mình một người bạn có thể là chia sẻ và đồng cảm với mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống, và có thể làm cho cảm xúc của mình thăng hoa lên một chút, và có thể mang lại được rất là nhiều nguồn năng lượng cũng như là những cảm xúc tích cực cho mình, và mình cũng có thể mang lại được những cái năng lượng và cảm xúc tích cực lại cho bạn ý. Thì hy vọng chương trình có thể ghép nối được cho mình một người bạn trai như trên. Rất cảm ơn chương trình rất là nhiều. Tên Phạm Văn Thắng, ngày sinh là ngày 23 tháng 8 năm 1995. Nghề nghiệp là quản lý kinh doanh nhà trọ. Địa chỉ là khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tình trạng hiện tại là độc thân. Điểm mạnh là cẩn thận trong công việc, điểm yếu là hay quên. Sở thích là ca hát. Người mẫu, người yêu á, về người yêu là hiền rồi biết lo lắng cho gia đình, rồi chung thủy, rồi biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Hát bài Tình Cha. Tình cha mát như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đầm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu. Chào chương trình, bạn muốn hẹn hò? Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Quang Son. Em sinh năm 1990, công việc hiện tại của em là lái xe khách, chở khách đi tham quan du lịch. Ngoài việc lái xe ra, em còn mua bán gà vịt, mua bán gà đá để kiếm thêm thu nhập. Chỗ ở hiện tại của em là huyện Mỹ Tú của tỉnh Sóc Trăng. Tình trạng của em là hiện tại còn độc thân, cô đơn. Đến với chương trình là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình. Ưu điểm của em là hòa đồng, chịu khó chịu khổ, đặc biệt là rất chung tình, không giả dối, không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc, gái gú lăng nhăng. Đó là ưu điểm của em. Nhược điểm của em là ít giao tiếp với mọi người, ngại giao tiếp trước đám đông, sống thụ động, và em cũng ít nói. Sở thích của em là thích động vật, đặc biệt là chó và gà. Em đam mê gà đá, chủ yếu là tắm gà, mua gà về chăm sóc, tắm rửa và bán lại, chứ em không có chơi gà. Mẫu người bạn gái em lựa chọn là cân nặng 45-47kg, chiều cao 1m50-1m60 cũng được.